Do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 năm nay ghi nhận tại các cửa hàng bán hoa và sô-cô-la, lượng khách vắng hơn mọi năm, thay vào đó là những đơn hàng đặt trực tuyến. Ghi nhận thực tế tại Hà Nội cho thấy, sự lựa chọn quà tặng cho ngày lễ tình nhân năm nay tại các cửa hàng hoa, sô-cô-la giảm hơn so với cùng kỳ những năm trước. Ngược lại, trên thị trường mua sắm trực tuyến có phần sôi động hơn do đáp ứng được thị hiếu tiêu dùng hiện nay với những chương trình ưu đãi hấp dẫn khách hàng. Khi mà dịch cúm nCoV ảnh hưởng đến chung cho toàn cầu thì Việt Nam cũng không nằm ngoài cái điều đó, và Valentine cũng vậy. Thì tuy nhiên là mọi người cũng có thay đổi cái cách thức để đến mua hoa, là năm nay đặt online nhiều hơn, và cũng là thời đại mới, thời đại 4.0 thì cái phương tiện mà đặt hoa qua online nó cũng rất là thuận tiện. Thì bên mình năm nay chủ yếu là ship hoa đến cho khách hàng, đến tận tay người nhận. Lễ tình nhân là dịp để các cặp đôi thể hiện tình cảm với nửa kia của mình. Và với nhiều người, họ kỷ niệm ngày này không chỉ bằng cách gửi cho nhau những bó hoa, những hộp sô-cô-la, mà còn dành thời gian bên nhau, chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ, để mỗi ngày đều là ngày lễ tình nhân ấm áp. Ngày lễ tình nhân thì ai cũng muốn là nhận được một món quà bất ngờ của ông xã, của bạn trai, thì cũng như các chị em thì mình cũng mong là nhận được một món quà bất ngờ của chồng mình. Rồi tối nay có thể là một bữa ăn đơn giản nhưng mà lãng mạn. Còn như mình thì chắc là mình buổi tối mình có bữa tiệc nho nhỏ dành cho bạn gái của mình. Tôi mong muốn người yêu tôi và tôi là cùng nhau hạnh phúc bên ngày Valentine. Lễ tình nhân 14 tháng 2, dù thể hiện bằng cách nào đi chăng nữa, thì tất cả những người yêu nhau tại Việt Nam và trên thế giới đều luôn mong muốn được trao cho nhau những lời yêu thương, trao cho nhau những món quà dù nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa và ngọt ngào.